Chào mừng các bạn đã đến với channel của Hiếu Chơi Giày. Với kinh nghiệm chơi giày của mình, hy vọng sẽ đem đến những góc nhìn đa chiều và bổ ích cho các bạn. Sau chiếc video review tuần trước của mình về đôi Nike Phantom 6 ở đây, mình sẽ làm một chiếc video review mới với một đôi giày mang màu sắc rất nổi bật và cũng là một trong những đôi giày không dày được yêu thích nhất, đó chính là New Balance Tekela V4 Pro phiên FG, phiên bản cổ cao không dày. Đôi giày mình đang trên tay hiện là đôi giày phiên bản cao cấp nhất thuộc dòng Pro và cũng khá hiếm người sử dụng và chưa có ở thị trường Việt Nam. Chúng mang trên mình màu sắc vô cùng nổi bật, đó là màu cam và màu xanh neon, và chúng thuộc bộ sưu tập DC High Pack. Đôi này cũng có một người anh em song sinh với phiên bản cổ thấp có dây được mang trên chân của các siêu sao ngoại Anh như là Raheem Sterling của Chelsea, Harvey Elliott của Liverpool. Đôi này được một người em thân thiết của mình gửi về cho mình. Đầu tiên sẽ là phần cân nặng của em nó. 181g cho một chiếc giày size 41.8 US. Đây được xem là một trong những đôi giày có trọng lượng khá nhẹ, có thể nằm chung mâm với cái đôi giày tốc độ của Adidas hay Nike. Có thể kể đến đó chính là Adidas Crazy Fast. Đôi này được xem là dòng giày control bên cạnh các mẫu giày New Balance Furon V7 Pro, thì đôi này sẽ nhẹ nhất trong các dòng control, ví dụ như là Nike Phantom GX hay là Phantom Luna của Nike hay Adidas Predator và Puma Future. Tiếp theo mình sẽ đi đến phần bên trong của đôi giày. Đầu tiên là phần lót của đế giày. Có thể nói phần lót là một thiết kế dạng lưới và phần lót khá là mềm mỏng, đem lại cảm giác êm ái ngay từ lần đầu tiên. Đi sâu vào phần bên trong đôi giày nổi bật, ta có thể thấy là phần đệm gót có một chất liệu khá là bám, sờ thì vào thì cực kỳ thô ráp. Và phần lót này được bố trí quanh phần gót có tác dụng giữ cho phần gót không bị xô lịch trong quá trình thi đấu. Phần đệm gót này cũng khá là êm, nhưng lại không bị dày cộm như các dòng Adidas và cũng không bị quá mỏng như các dòng của Nike. Đi sâu vào bên trong, chúng ta có thể thấy là một lớp upper dày dặn bằng thiết kế vải dệt. Cũng khá khó để nhìn vào sâu vào bên trong bởi vì phần cổ giày khá là nhỏ. Tuy nhiên, khi mình sờ vào thì phần này có thể cảm thấy là siêu mềm mại và êm ái. Phần cổ giày được thiết kế nhỏ, nhìn ngay từ ban đầu có thể thấy là cảm giác rất là ôm chân. Đây là điểm khiến cho nhiều người ngay từ lần đầu tiên xỏ vào đôi giày sẽ gặp khó khăn. Để xỏ được đôi này thì mình cũng phải sử dụng một cái đón gót thì có thể xỏ dễ dàng. Thông tin thêm là nhiều người luôn tự hỏi rằng là cái phần cổ cao này có hỗ trợ được tránh chấn thương cổ chân hay không, thì theo mình nghĩ là không, do chúng chỉ có tác dụng là ôm và bó sát chứ chưa đủ để cứng và cố định như các loại băng cổ chân truyền thống. Phần upper bên ngoài của đôi giày này là phần upper bằng vải dệt với công nghệ Hypokinetic, có lẽ là được phủ một lớp chất liệu gia cố bằng nhựa siêu mỏng với thiết kế có khá nhiều lỗ ở trên bề mặt. Chúng làm ta liên tưởng đến cái dòng giày Mercurial với bề mặt lõm như bề mặt quả golf, giúp tăng khả năng chạm bóng và kiểm soát bóng. Điều ngạc nhiên đó chính là với phần upper của công nghệ Hypokinetic này vô cùng mềm mại và như hãng quảng cáo là sẽ đem lại cảm giác barefoot, thật chân và softline, tức là thật như đi vớ. Và đây có lẽ là điểm cộng lớn nhất của đôi giày này. Phần bên hông của đôi giày sẽ là các vân dọc nổi ôm lấy phần má trong và má ngoài của đôi giày. Phần này sẽ có tác dụng là tăng kiểm soát bóng, giúp hỗ trợ việc passing, chuyền bóng hiệu quả hơn. Cơ bản thì mình đánh giá cái phần này tác dụng cũng chưa rõ lắm so với các vân cao su của Adidas Predator hay các gai nhọn của Puma Future. Nếu so sánh thì mình có thể nghĩ ngay đến các cái dòng vân của Nike Phantom Luna phiên bản 1 và 2. Màu sắc của đôi giày này được kết hợp sạch sẽ với logo N của New Balance được in chìm một phần má ngoài của đôi giày. Và logo NB ở phần cuối đôi giày sẽ làm tăng độ nhận diện của đôi giày hơn. Ngoài ra, tuy nhiên nếu như so sánh upper của đôi giày
New Balance này với upper của Phantom GX thì có lẽ GX sẽ được đánh giá cao hơn bởi upper Nike Grip Knit với bề mặt upper cực kỳ dính. Đôi New Balance TKL này với form được đánh giá là khá bè ngang và form giày ngắn hơn so với các đôi giày mà mình đã review. Việc này sẽ rất phù hợp cho các loại chân bè, từ bè ít đến bè nhiều của người Việt Nam. Chân của mình đang đi là 41, 26cm, bè ngang 10.5 nên khi vào đôi giày này cảm giác vô cùng vừa vặn. Rồi tiếp theo mình sẽ đến nói đến phần lưỡi gà. Phần lưỡi gà của đôi New Balance này là phần lưỡi gà cổ cao. Thiết kế này làm chúng ta liên tưởng đến những đôi Mercurial Superfly và hồi tưởng về những đôi Magista Opera của Nike trước đây. Phần lưỡi gà làm bằng chất liệu vải dệt nên khá là mềm và dễ xỏ vào. Nó không bị bó tức một chút nào hết. Điểm trừ cho phần cổ thun này đó là điểm nối giữa phần cổ dày và upper có một cái nếp gấp chỉ gồ nhẹ lên. Mình cho rằng phần cổ thun này và toàn bộ đôi giày được ráp lại với nhau chứ không phải là một phiên bản liệt khối như các cái dòng cổ thun dệt khác. Rồi, phần đế của đôi giày này là một trong những điểm nhấn tốt nhất và chưa từng thấy trên bất kỳ dòng nào giày nào khác. Màu sắc được phối khá mắt với tông cam xanh cùng với các phần gia cố trong suốt. Chúng được thiết kế với các đinh tròn dài được bố trí ở đa số các vị trí đinh cơ bản và các phần đinh dẹt ngắn đi suốt kèm theo chiều dài bên hông của đôi giày. Phần đinh dẹt được bao quanh phần nửa trên của đôi giày có tác dụng hỗ trợ cho các pha tăng tốc, đồng thời đinh tròn sẽ chủ yếu hỗ trợ các pha xoay chuyển nhanh, do đó tổng hòa lại sẽ là một hỗ trợ khá nhiều cho việc control bóng và xoay chuyển trong góc hẹp. Đây chính là một trong những điểm nhấn của đôi giày TKL này. Tiếp theo sẽ phần lên chân của đôi giày. Cảm nhận đầu tiên khi lên chân đôi giày này là đôi giày rất ôm và cực kỳ êm ái. Có thể thấy đây là dòng giày thiên về xu hướng kiểm soát bóng, truyền và di chuyển khắp mặt sân. Đối trọng lớn nhất của dòng giày này ở thời điểm hiện tại có thể kể đến là Phantom Luna. Phiên bản 1 và 2 đã được ra mắt vào đầu năm 2024. Phần lưỡi gà, như mình đã nói, rất vừa vặn, ôm chân nhưng không bị bó tức và cảm giác cực kỳ thoải mái. Mình có thể cảm nhận rõ ràng là từng ngón chân của mình đang nằm ở đâu trong đôi giày. Và phải công nhận một điểm là khi bạn vừa xỏ chân vào đôi giày, bạn sẽ cảm thấy mê đôi giày này ngay. Phần thiết kế của giày này nhìn khá bè nhưng không bị dài như các cái dòng trước mình đã review. Chúng có thiết kế bè ngang nhưng bó lại vừa đủ để ôm trọn bàn chân. Mình nghĩ ở Việt Nam thì sẽ có rất nhiều người thích thiết kế này. Chân của mình đang đi là 26cm, ngang 10.5cm và thường đi size Nike 41 và sang đến đôi này chúng fit gần như tuyệt hảo đối với size 41. Mình khuyến khích các bạn nên đi true size nhé. So với các dòng giày control khác trên thị trường, đây là đôi giày hoàn toàn nhẹ với trọng lượng chỉ bằng đôi X-Crazy Fast như mình đã review trước đó. Rất hiếm các dòng giày control này có được trọng lượng này. Phần gót của đôi giày này cho mình cảm giác vô cùng vừa vặn, mềm mại nhưng lại không bị xê dịch trong lúc di chuyển. Có lẽ cái mặt chống trượt bên trong đã phát huy tác dụng tối đa. Nhìn bên ngoài có thể thấy phần gót có điểm nhấn khá là nổi bật với tông màu cam, nền đen với chữ NB màu xanh neon và chữ TKL ở phần gót giày. Tổng quan nhận xét về đôi giày New Balance TKL V4 Pro này, có thể nói đây là một đôi giày toàn diện, từ việc trọng lượng nhẹ, upper mềm và phần có đệm fit chân vừa vặn cho đến cái cổ cao chứa danh này. Đúng là một đôi giày tick all the box, là thỏa tất cả các tiêu chí. Và đôi giày cũng được các review bình chọn là the best layless boot, tức là đôi giày không dây tốt nhất trong năm 2023. Đầu năm 2024 thì đôi TKL này đã có một phiên bản mới mang tên là V4 Plus và hoàn toàn có thể cạnh tranh với các dòng Adidas Predator 30 phiên bản không dây đang nước rửa chủ. Đây cũng là một bản nâng cấp nhẹ cùng với đôi Furon V7 Plus cùng được ra mắt trong lần này. Cảm giác khi đôi giày này lần đầu, bạn có thể thấy nó là chân ái ngay vì độ vừa vặn, mềm mại và cảm giác thoải mái của em nó. Dù là đáp ứng được rất nhiều tiêu chí nhưng mình lại cảm giác vẫn thiếu cái gì đó, tức là thiếu điểm mạnh để trở nên xuất sắc. Chia sẻ thêm về cái tên của silo giày này, cái tên của nó là TC High, nếu dịch nghĩa đen có nghĩa là trên đỉnh, độ cao gây choáng váng, thì nôm na có thể hiểu để chỉ những cá nhân thực sự là xuất sắc và đạt những thành tựu vô cùng to lớn trong lĩnh vực của họ. Rất hiếm thấy các dòng giày này được trên chân các cầu thủ lớn. Nếu kể tên thì chỉ có thể kể như là ví dụ như là Sterling, Sadio Mane hay là Harvey Elliott. Còn dòng cổ cao này hiện tại chỉ có duy nhất một cầu thủ, đó chính là thủ môn
của Zegna. Việc New Balance không phân phối đôi giày này ở thị trường Việt Nam khiến cho việc tiếp cận đôi giày này khá là khó khăn. Tương tự giống như đôi New Balance Furon V7 TS, toàn phải được order về. Do đó, nếu đôi giày được lên chân, chắc chắn sẽ là một cái gì đó độc lạ ở tại Việt Nam cho những ai đam mê giày. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video review lần này của mình. Các bạn nghĩ sao về trải nghiệm đôi giày này của mình? Hãy để lại cho mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh của mình để đón xem những video mới nhất được ra mắt tiếp theo. Sau video trước, mình có làm một mini game giveaway năm mới 2024 cho các bạn trúng thưởng với hai bộ kit chơi bóng. Thì chúc mừng hai bạn Anh Phạm có số điện thoại đuôi 89 và một bạn nữa có avatar Yami đã may mắn dự đoán trúng số lượng view tính đến 0 giờ là 886 view. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và tham gia mini game. Hy vọng sắp tới mình sẽ tiếp tục có những phần quà lớn hơn dành cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.